Để cái hệ thống quản lý năng lượng của pin này là cực kỳ quan trọng cho một chiếc xe quan điện. Trọng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cả cái nhiệt độ của từng pack pin như thế nào. Ok, đây chúng ta đã nâng gầm lên và chúng ta sẽ nhìn cái đặc biệt của đối với xe điện nó khác với động cơ đốt trong là chúng ta nhìn đây là một tấm phẳng. Một mặt phẳng luôn. Như em hay nhìn siêu xe là như siêu xe đấy. Đấy thì cái vì sao? Bởi vì thực ra là cái phần này ở trên động cơ điện nó không gian nó rất là bé. Dạ. Trên nó sẽ cái khoảng sáng gầm xe, chúng ta hay nói khoảng sáng gầm xe của ô tô thường. Dạ. Thì là cái phần thấp nhất đó là cái cầu xe. Dạ. Nhưng mà trong xe này thì nó là cái gì? Cái pin đây. Dạ. Đấy. Đây là một cái khối pin. Khối pin nằm đây, và khối pin là gì? Một cái khối này là khối hợp kim nhôm liền phẳng. Dạ. Đấy, khối hợp kim nhôm các bạn sẽ thấy là với cái hợp kim nhôm này là nó cái phần này nó dày 12 mm. 12 mm. À, 1/2, 12 mm. Dạ. Đấy, bởi vì cái đây là cái phần thấp nhất cho nên là khả năng va chạm các thứ nó ở đây là cao nhất. Dạ. Cho nên là phải làm một cái tấm hợp kim nhôm dày như vậy. Vâng. Và rỗng, kết cấu rỗng. Dạ. Đấy, kết cấu rỗng dạng tổ ong. Vâng. Để khả năng chịu lực cao nhất. Dạ. Đấy. Đấy là cái. Và cái tấm pin này nếu ở phía dưới này là các bạn sẽ thấy được hàn gì? Liền kín. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ lên thấy là cái phía trên này bắt đầu mới gì? Mới bắt vít ở cái nắp phía trên ụp xuống. Vâng. Và cái đánh giá về mức độ chịu nước của thằng này là vâng. IP67. Có nghĩa là các bạn có hiểu nôm na là ngâm cái tấm pin này vâng. dưới nước ở độ sâu 1 mét nó chịu được trong vòng 30 phút. Chịu được trong vòng 30 phút. Dạ, vâng. Ngâm giống 1 mét. Cái tiêu chuẩn đó IP67 là định nghĩa là như vậy. Dạ vâng. Đấy, là cái đạt được cái tiêu chuẩn IP67. Nhưng mà cái tiêu chuẩn đấy là thuộc hiệp hội kỹ sư ô tô của thực ra đấy là tiêu chuẩn đấy là thuộc tiêu chuẩn gọi là cho những cái thiết bị điện tử. Đấy, tiêu chuẩn chung cho tiêu chuẩn chung trên thế giới điện tử. Dạ, vâng. Và khả năng gọi là tiêu chuẩn chống thấm nước. Dạ vâng. Đấy, chống thấm vào bụi nước. Dạ. Trên thế giới. Dạ vâng. Ok, em ơi, em mở giúp anh cái phần nắp che. Khi chúng ta tháo về chúng ta sẽ nhìn thấy đây phần pin. Như vậy là cả cái khối này từ đây đến đây là nó liền kín, được hàn kín. Và chúng ta chỉ có cái nắp ở trên này thôi. Dạ. Đấy, cái nắp trên này ụp trên bắt xuống ở đây. Đúng đấy, đấy là bắt trên thì cái việc này tôi đã không cái bài chia sẻ rất là kỹ về cái các con bu lông bắt này. Cũng vâng. phải sử dụng những cái bu lông lực để siết ở đây là cái trị giá của cái cờ lê lực đấy khoảng 500 triệu để siết những con bu lông này. Tức là cái cờ lê lực để siết những cái bu lông để đấy. Kiểm tra chứ không phải siết, để kiểm tra những cái con bu lông này. Tức là trị giá khoảng 500 triệu. Siết là một bao nhiêu vòng quay và bao nhiêu lực? 500 triệu. 500 triệu. Đấy. Con bu lông ấy. Đổ tiền cho ô tô thì kinh khủng lắm rồi ạ. Đấy là về phần pin. Vâng. Thì về đây là cái xe này là vì xe của bạn là có hai cầu chủ động. Dạ. Nên đằng sau cũng bố trí một motor. Vâng. Hiện tại sẽ thấy ngay đây là cục motor. Thì có điều đặc biệt đối với ô tô điện là chúng ta có motor, sau đó chúng ta bộ vi sai và một bộ truyền một cấp, sau đó nữa đây bộ vi sai đây ra hai bán trục, đúng không? Vâng. Đấy, hai bán trục ra hai bên. Thì cái điều đặc biệt đối với ô tô điện là nó khác hoàn toàn đối với ô tô động cơ trong là nó không cần hộp số. Các bạn thấy cả cụm này ra đến vi sai rất gọn và nhẹ. Rất gọn. Vâng. Cho nên là nó không cần hộp số. Nó không giống như xe động cơ đốt trong. Dạ. Xe động cơ đốt trong là bắt buộc phải có hộp số. Để chúng ta chuyển số để do dẫn có các cái giải tốc độ đi khác nhau. Vâng. Thế nhưng mà động cơ điện là cái giải của nó, đường đặc tính nó khá là phù hợp với cả đường đặc tính tải bánh xe. Vâng. Cho nên là người ta chỉ cần một cái gọi là hộp giảm tốc thôi. Vâng. Đấy, hay là một cặp bánh răng thôi là người ta sẽ, cho nên là toàn bộ hệ thống truyền lực của ô tô điện là nó sẽ gọn hơn rất nhiều so với cả động cơ đốt trong. Và mà khi mà gọn hơn thì nó giảm bớt cái tổn thất qua các cái cơ cấu dẫn động. Đúng rồi, khí. Nó giảm tổn thất này, rồi nó có không gian bố trí rộng rãi thoải mái hơn. Vâng. Đấy, thì chính vì thế ta sẽ nhìn thấy ngay nó sẽ dành được không gian cho cái hệ thống treo sau này. Dạ. Rất tốt. À, hệ thống treo sau này, hệ thống treo hai đòn ngang mà đa điểm. Đa điểm là gì? Tức là các bạn sẽ đếm các cái điểm mà hệ thống treo này liên kết với cả cái khung xe. Thân xe. Đúng rồi, đấy, ví dụ nha, đây là cái mâm này đúng không? Nó quay này, đấy nó lên một điểm này. Một điểm đó. Một đòn ngang này liên kết thân lên là một điểm này. Vâng. Đúng không? Là hai này. Một đòn ngang trên này nữa. Mặc dù đòn ngang mà trông nó cong cong liên kết trên này một đấy, điểm nữa. Là một, phải nhìn rất là khó đấy, lên đấy. Trên. Đúng nhìn rồi. Trên này một điểm nữa. Đúng không? Vâng. Đấy là ba rồi đúng không? Vâng. Đấy. Rồi nhìn cái đòn dọc này. Đây chúng ta có một cái thanh dọc này. Đấy. Nó chạy vòng tít trên kia là chúng ta cũng sẽ thấy một điểm có một khớp xoay ở cuối cái đòn này. Vâng. Đấy. Là bốn điểm. Bốn điểm. Và một cái nữa là cái chốt này. Thằng này đi lên trên thân nữa là gì? Là 5 điểm. 5 điểm. Vâng. Như vậy là nó cái 5 điểm này nó tạo ra một cái không gian tam giác, một cái không gian đa điểm. Nó sẽ cho phép là truyền lực từ cái bánh xe này lên các khung nó cân nhau hơn.
đều hơn, khiến cho bánh xe chúng ta sẽ ổn định. Dạ. Đặc biệt là trong cái khoảng cua quay vòng, bánh xe bị dê hay bị lệch thì năm cái thanh này, năm cái này nó giữ chặt lại thì bánh xe luôn luôn song song với cả thân xe. Vâng. Nó không bị chõe ra hay không bị gì lệch. Thì đấy là cái ưu thế của cái không gian hệ thống treo đa điểm là như vậy. Thì hệ thống treo đa điểm như bạn sẽ nhìn thấy nó cần một không gian rất lớn. Bên này một này. Bên này. Đúng không? Trong khi đó ông này bé tí. Thế ra thì mới có không gian. Vâng. Còn nếu mà xe khác là không làm được. Không làm được. Đấy, vâng. Hệ thống chuyển lực mà lớn là không làm được. Đấy thì cái ưu thế người ta mang lại như vậy. Và cái thứ hai là nếu chúng ta nhìn ở đây nhá, chúng ta sẽ thấy này, cái tấm pin này nó trải dài ở đây. Dạ. Và cái đầu pin, cái phần nặng pin ở phần dưới này nữa. Vâng. Đấy, cho nên là nó sẽ tạo ra một cái sự cân bằng trọng tâm giữa cầu trước và cầu sau. Và khá là hợp lý. Phân bố trọng tâm rất là tốt. Tốt hơn. Điều mà động cơ đốt trong là cứ loay hoay bao năm. Đúng rồi. Đấy, thì còn hạ thấp trọng tâm cũng vậy. Vâng. Đấy, hạ thấp hàng ngày cũng được hạ thấp trọng tâm. Vâng. Đấy, thì trong những cái động cơ đốt trong muốn hạ thấp không phải chế tạo động cơ đối đỉnh hay các loại động cơ khác mà cũng không thể hạ thấp tốt bằng hàng ngày. Vâng. Bởi vì tất cả trọng lượng nó sẽ nằm nhiều ở pin và motor thì nó nằm ở dưới này hết rồi. Dạ vâng. Hôm nay em có một cái câu chuyện vui là ngồi uống gọi là trà đá với một bạn, bạn cũng đi một cái Macan, một chiếc VinFast lắc A. Ừ. Sau khi em nói là bạn phải bỏ tới khoảng 5-6 tỷ vì có một Macan Turbo S, Turbo bạn chạy là hơn 400 mã, tôi bỏ 1 tỷ thôi. Yeah. Có một chiếc xe 402 mã. Yeah. Thế là cũng lung lay đấy thầy. Ok. Bây giờ chúng ta lên thế cầu trước. Dạ. Cái cầu trước này thì đây chúng ta sẽ nhìn lại đây một cách tổng thể hơn về hệ thống treo. Đang nói về treo sau, bây giờ chúng ta nói đang treo trước. Dạ. Thì bản chất đó là hệ thống treo mắc cơ sở nên có một đòn ngang ở dưới này thôi. Dạ đúng rồi. Thế nhưng bình thường một đòn ngang dưới là bình thường các xe khác là cái trụ kia nó quay bụp vào đây. Đấy, nó đóng thẳng vào đây. Đóng thẳng vào đây luôn. Vâng. Đúng không? Và cái trụ quay nó làm đấy luôn. Vâng. Nhưng thằng này thì lại thêm cái khớp này. Vâng. Đấy, thêm cái cục khớp này. Và thứ hai là chúng ta sẽ thấy là gì? Cái khớp quay lại đây. Đấy, là cái trụ quay đứng ở đây. Cái trụ quay đứng để nó lái cái bánh dễ hơn. Đúng rồi. Còn thằng này nó sẽ là chịu lực. Chịu lực. Dạ. Đấy, thế là toàn bộ này. Còn ông bạn kia chỉ là giảm chấn truyền lực thẳng đây thôi. Dạ vâng. Thì thế thôi. Đấy là những cái mà chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy đối với cái thằng này. Thì trên này tạm thấy vậy. Đây cũng là cái động cơ. Đây cũng động cơ này. Xong rồi đây là gì? Đến đây là bộ vi sai hai bán trục ở đây đúng không? Vâng. Đấy, bộ vi sai bán trục và đây là cái cũng gọi là hộp giảm tốc. Hộp này. Giảm tốc. Hộp vâng. Giảm tốc thôi, rất đơn giản là hộp giảm tốc. Đấy, thì tất cả những cái thằng này ấy. Còn đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là hệ thống lái. Vâng. Đúng không? Hệ thống lái đây thì cũng bố trí một cách rất là thông minh, chứ là hệ thống lái lại bố trí chui vào trong cái gầm chịu lực. Tức là nếu mà có cái gì va đập vào đây. Va đập vào đây thì cũng không thì ảnh hưởng không đến, ảnh hưởng đến chiếc lái ở đây. Cái gầm này là rất là chắc chắn. Gầm chịu lực ở đây. Đấy thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Thế thì còn phía bên này thì chính là cái điều hòa. Điều hòa này. Hệ thống điều hòa. Thì ở đây bạn sẽ nhìn thấy đường dây điện và hệ thống điều hòa cũng là màu cam. Đấy, chứ là hệ thống điều hòa này, bởi vì điều hòa muốn đấy hoạt động có hiệu quả, công suất cao thì cũng cần điện áp cao. Dạ, vâng. Thì nó sẽ điều khiển tốt hơn. Vâng. Đấy, thì nó cũng giống như cái motor này. Hay nó gọi là đây là phần công suất lớn. Vâng. Đấy, thì nó cũng dùng đến được cái phải điện vào đây cũng là màu cam. Dạ. Ở đây thì các em có thể để ý một cái là hầu như nhé, quay trở lại hầu như tất cả các chi tiết ở đây đều có cái QR code. Đấy. Đấy, đây cái bé tí nhất này là có QR code. Cũng có QR code. Dạ. Đấy. Đây, hầu như chi tiết nào có QR code. Dạ. Đúng không? Vâng. Đấy. Đây cả cái cầu lái này. Cầu lái cũng có QR code. Cho QR code này. Tất tần tật đều có QR code hết. Vâng. Những cái chi tiết, cái cụm chi tiết này đều có QR code. Thì cái điều đấy chính là để phục vụ cho cái việc đây, kể cả hệ thống phanh này cũng QR code. Đấy. Thì đây chính là nhà máy thì kỹ thuật số. Nó phải cần những cái này. Để khi các bạn lắp cái này ở đâu, như thế nào, giờ nào, ngày nào là người ta check lại được hết. Nghĩa là bây giờ có một cái máy mà đọc được QR code này thì dạ. Ta sẽ có tất cả người có tất cả. Dạ. Và trong dây chuyền lắp ráp thì người ta sẽ biết được là cái này lắp ở đâu, ngày nào, giờ nào. Vâng. Và đến lúc nào phải lắp cái này. Dạ. Rất là chính xác. Dạ. Trong cái sản xuất này thì người ta gọi là just in time và just in sequence, tức là gì, đúng thời điểm và đúng lần lượt, đúng thứ tự. Thì toàn bộ cái nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy được và nó được số hóa hết. Vâng. Còn cái gì nữa không nhỉ? Em nghĩ là bây giờ chắc là chúng ta sẽ đến với một cái phần, hai cái phần cũng khá là quan trọng và cũng rất là nhiều bạn quan tâm. Đấy là cái phần radar trong cái hệ thống hỗ trợ lái an toàn cao cấp ADAS mà sau này chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thực tế trên đường. Cái yếu tố thứ hai là chúng ta sẽ dùng một cái máy chẩn đoán kết nối qua cổng
chúng ta sẽ xem sâu hơn ở bên trong chiếc xe này. Em sẽ nhờ các bạn kỹ thuật viên là lắp lại một phần và tháo cái này, và chúng ta sẽ thực hiện cái bước tiếp theo. Ok, như các bạn biết ý, thì hiện nay các dòng xe bây giờ xe rất là hiện đại, rất nhiều ECU, rất nhiều cái việc điều khiển. Đây, để em cầm cái này. Và chúng ta sẽ thao tác để sửa chữa bảo dưỡng cái xe đều thông qua một cái jack, gọi là jack OBD 2 ở đây. Đấy, jack OBD 2 thì đối với dòng xe VinFast này được trang bị cái jack OBD 2 và một cái cổng gọi là connector để chuyển đổi về đây. Và kết nối với phần mềm, thì hiện nay là chúng ta đã kết nối với phần mềm để kiểm tra tất cả các thông tin về điện ở trong cái xe này, hệ thống điều khiển. Vâng. Thì nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy đây mỗi cái cục vuông vuông này là một cái ECU. Vâng. Và chúng ta đã đếm đây là 34 cái ECU để điều khiển tất cả các hệ thống trên ô tô điện như này. Dạ, hình như trên E34 là mười mấy, 16 hay mười mấy. Hôm trước em trao đổi với bạn kỹ thuật. Đấy. Thì bây giờ vào từng cái thằng này là chúng ta sẽ kiểm soát được tất cả các thông tin. Giờ chúng ta thử vào chúng ta xem là nó có những cái thông tin với những người kỹ thuật viên hoặc những người tìm hiểu sâu hơn ấy, thì những cái thông tin này rất là quy dạng, rất là giá trị. Để chúng ta đây, ví dụ đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái thông số của ECU này tên là gì, rồi ngày tháng version nó được bao nhiêu, rồi cái firmware nó như thế nào, tất tần tật là những cái thông tin của nó có hết trên này. Và khi mà muốn sửa chữa theo dõi là tôi cần biết rằng là những cái thông tin này, ví dụ dòng điện của anh đang là bao nhiêu, rồi tất cả những cái trạng thái của các hệ thống này như thế nào. Thì vào trong này chúng ta đều có thể thấy được hết. Ví dụ ở đây ta sẽ thấy là tôi đang ở cái hệ thống ở phần BMS, tức là hệ thống quản lý năng lượng. Battery module nhé, manager system. Đấy, hệ thống năng lượng thì ta có thể nhìn thấy là điện áp của vô là bao nhiêu. Bây giờ ta sẽ gọi nó ra. Đọc và gọi nó ra, ra lệnh gọi nó, đọc nó ra, thì nó sẽ hiện lên cho các bạn là giá trị ở điện áp là bao nhiêu. Rồi rất rất nhiều thông tin về liên quan đến cái bộ pin của chúng ta. Đây, ví dụ đây chúng ta sẽ thấy là 382V. Đấy, đúng không? Thậm chí là đến từng cái cell pin, từng cái cục pin nhỏ ở phía trong. Để tôi nhìn lại. Đây. Đấy, maximum cell pin tức là một cái giá trị lớn nhất của một điện áp lớn nhất là 3,4V. Đấy, chúng ta có thể tìm hiểu rất sâu ở trong hệ thống này. Vâng. Và những cái thông tin này thì sau này sẽ giúp cho chúng ta sửa chữa, bảo dưỡng cái xe nó hiệu quả hơn rất nhiều. Đấy. Đây, cái hệ thống quản lý năng lượng của pin này là cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy cả cái nhiệt độ của từng pack pin như thế nào. Đấy, nó quản lý đến từng cell và từng pack pin. Từng pack pin một. Đấy. Thì những cái thông tin này sau này sẽ, và chúng ta nếu mà chúng ta chạy ở trên đường, chúng ta có thể theo dõi nó theo thời gian. Đấy, nó tăng giảm như thế nào. Tức là mình lại phải chạy cái thế. Mình phải chạy. Đấy, bây giờ chúng ta có thể thấy đây, nó đang chạy đây. Đấy, động cơ cũng đang đang bật nguồn. Đang bật nguồn. Đấy, thì đây là chúng ta đang là SOC. Vâng. Là đang 22%. Vâng. Đấy, dung lượng ắc quy đang 22% đi, nó sẽ thay giảm nhỉ. Vâng. Thì những cái thông tin này sau này mà bảo dưỡng gì đó, giống như bác sĩ chúng ta phải đi ra kiểm tra này, nội soi này, rồi chụp X-quang hay gì. Thì đây những cái máy này nó giống như vậy, để giúp cho những người kỹ thuật viên đầy đủ thông tin, phán đoán xem là nó hư hỏng như thế nào. Và đi sâu hơn. Và thậm chí những thông tin này cũng có thể update về để cho nhà máy cải tiến những cái tính năng của xe. Đấy. Có những cái là có những cái lỗi nó thể hiện luôn là DTC. Thì nó sẽ báo là lỗi đang hỏng ở đâu như thế nào. Và muốn đi tìm sâu hơn nữa để muốn sửa cái nó như thế nào, thì chúng ta dùng những cái tính tức năng này. Với những cái xe được lắp những cái nhà máy 4.0 này, rồi bây giờ những cái hệ thống chẩn đoán như này thì kỹ thuật viên sẽ rất nhanh để tìm ra lỗi. Ở đây mình cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn, chiếc xe này dừng quay, em nghĩ bắt đầu thời gian quay là cũng đâu đấy từ khoảng 3 giờ, gần 3 giờ, 3 giờ kém 15, và bây giờ thời gian là 4 rưỡi rồi. Lượng pin lúc em sạc là 23% và bây giờ bật đủ các điều hòa đèn và bây giờ vẫn còn 18%. Tất nhiên về cái lượng pin sử dụng trong quá trình xe di chuyển rồi dùng cho tất cả các hệ thống nhận xe thì mình sẽ có một cái chương trình trải nghiệm riêng. Đấy, thì ví dụ ở đây chúng ta có cái DTC này. Đấy là chính là lỗi, những cái xe nào nó có lỗi gì nó sẽ hiện thì đến đây. Hiện tại là xe đang không lỗi lầm không gì. Không lỗi lầm gì. Đấy, đang ở tình trạng tốt. Bây giờ chúng ta đang ngồi trong này, mình đang muốn thử xem là cái đo cái hiệu quả của cái kính này nó chống ồn như thế nào. Nhất trí ạ. Cái này em gấp lại được chưa? Gấp lại cho mình. Chúng ta có thể dùng cái đo độ ồn âm thanh
bằng cái thằng này thôi. À, em xin lỗi trước khi qua phần độ ồn thì có một cái câu hỏi như này. Hiện tại thì mình đang dùng chế độ quạt gió 3, xe dừng tại chỗ và điều hòa. Thì em thấy khá là mát. Vậy thì cái hiệu quả của cái hệ thống điều hòa trên xe điện nó có gì khác với xe xăng hay không? À, thì lúc nãy chúng ta nhìn ở dưới kia là cái lốc điều hòa là lốc điện. Vâng. Đúng không? Và cấp là cấp điện cao áp. Vâng. Cho nên là cái lốc đấy nếu mà hay nói đúng ra là điện cao áp nó cấp rất là khỏe. Tức là nó có cái đường dây màu cam. Có đường dây màu cam này. Vâng. Đấy là dùng điện cao áp. Vâng. Điện cao áp vài trăm vôn chứ không phải là gấp thường. Dạ vâng. Nó còn thậm chí nó còn khỏe hơn cả cái điều hòa đang chúng ta đang dùng ở nhà. Dạ vâng. Cho nên là cái công suất của nó và cái độ lạnh của nó ra là rất nhanh. Vâng, đấy là về mặt thiết kế. Về mặt thiết kế. Thì cái phần đó thì chúng ta sẽ có những cái, em sẽ mời thầy có những cái trải nghiệm. Bởi vì chính thầy là cũng sẽ nhận một chiếc xe như này trong một thời gian ngắn tới. Thì sẽ có những cái đối chiếu về phần trải nghiệm nữa. Đúng rồi. Đấy là riêng về điều hòa. Thì cái lợi thế của nó cũng là như vậy. Dạ vâng. Bây giờ thì em mời thầy thử. Đây mình đang mở một cái cửa trong và độ ồn của môi trường. Môi trường. Tức là chúng ta giống như chúng ta đang ở ngoài đường. Chúng ta không nói chuyện nhé. Dạ vâng. Đấy, tiếng ồn vọng vào nó rơi vào khoảng 60 này. Vâng. Em xin phép tắt nút quạt gió được không ạ? Ừ. Tức là nó rơi vào khoảng 47 khi mà có tiếng gõ hạ lên xuống cầu thì nó vọng vào thêm khoảng mấy dB. Đấy tức là độ lúc nãy mình để ý nhá, nếu mà để bình thường tiếng nghe là khoảng 60. Vâng. Có quạt gió nó xuống còn khoảng 50-51. Vâng. Đấy, khi tắt quạt gió hết rồi thì nó xuống còn khoảng 47. Vâng. Như vậy là ta sẽ thấy là cái hiệu quả của cái kính này nó cách âm khá là tốt. Dạ vâng. Từ đây như vậy là từ 60 nó xuống được đến tận 50. Ừ. Độ chênh nó là 10. 10. 10 là con số khá là khác biệt. Khá là khác biệt. Vâng. Bởi vì cái thang decibel này là cái thang loga. Vâng. Đấy, cho nên là nó lại là không phải như tuyến tính như bình thường. Vâng. Vâng. Dạ. Bây giờ em mời thầy ra ngoài để xem cái phần radar. Ok. Dạ. Okay, như mọi người biết thì các em biết đây chính là cái radar. Vâng. Để hệ thống này sẽ sử dụng trong cái hệ thống ADAS của chúng ta. Dạ vâng. Đấy. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay đây ADAS ZF. ZF là một hãng khá là nổi tiếng trong cái việc chế tạo cho cái hệ thống ADAS, phát triển hệ thống ADAS. Phần ZF là bên Đức thì ZF là của Đức. Dạ, vâng. Và tôi cũng được biết rằng là cái hệ thống khung gầm này, vâng, hộp số, vâng, của rất cả hãng lớn BMW kép cũng đều do ZF, dạ, là nhà cung cấp. Vâng. Kể cả xe VinFast này cũng vậy. Vâng. Em xem thì treo rồi các rất nhiều bộ phận trên xe này đều là ZF. Đúng rồi. Vâng. ECU thì thường là chắc là của Bosch. Vâng. Vâng. Đấy, thì cái của ZF này, những cái phần về radar các thứ này thì rất là cũng, dạ, là khá là nổi tiếng. Cái một hãng của Đức. Thì đối với cái thằng này, nhiệm vụ của radar là gì? Chúng ta hệ thống ADAS này có hai thứ rất là quan trọng. Thứ nhất là radar dùng để đo khoảng cách và tốc độ của những xe phía trước. Dạ. Vì tốc độ bắt của radar khá là nhanh. Vâng. Và thêm nữa là một cái camera. Vâng. Camera thì có thể nhận vạch kẻ đường tất, vâng, cả thứ để đường chúng ta đi. Thì kết hợp hai thằng này thì sẽ xây dựng lên những cái thuật toán để khiến nào khi nào cần phanh. Dạ. Khi nào cần đánh lái. Vâng. Đấy, hoặc là khi nào cần phát hiện chướng ngại vật như nào. Dạ. Thì đấy là những cái hệ thống này sẽ là hệ thống gọi là như kiểu cái tai cái mắt của chúng ta khi chúng ta lái xe. Vâng. Đấy. Cho nên là những hệ thống này rất rất là quan trọng. Dạ, và một cái điều đặc biệt là đây là chúng ta ở đây chúng ta là có rất nhiều kỹ thuật viên. Vâng. Bạn được đào tạo và làm được đúng. Vâng. Theo những quy trình. Còn bình thường mà trong bình thường là tôi khuyên là không ai nên tháo cái này. Vâng. Không được phép tháo cái này. Vâng. Bởi vì tháo cái này xong là chúng ta phải căn chỉnh lại cái khoảng cách. Lúc ấy là chúng ta ở trong cái máy phải có cái máy kia nữa. Vâng. Và có kỹ thuật viên mà có trình độ thì mới có thể căn chỉnh được. Được đào tạo. Được đào tạo, được đào thì tạo mới làm được. Dạ. Ở đây chúng ta đang ở là xưởng của đại lý dịch vụ và họ chính hãng. Chính hãng. Tất cả mọi thứ mình đang làm ở chính hãng. Chính hãng. Thế là chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Dạ, chứ còn nếu mà mang này ra ngoài thì tôi e rằng là sẽ là rất là nguy hiểm. Không nên thực hiện cái này. Cái này nó rất nguy hiểm bởi vì khi mà tính toán sai là quá trình phanh hỗ trợ anh sai hết. Dạ vâng. Đấy, nó là thu thập thông tin đầu vào. Thu thập thông tin đầu vào. Nó tính toán sai hết cho nên là có thể là gây đến tai nạn giao thông. Dạ vâng. Đấy, nhưng là tôi sẽ khuyên riêng những cái hệ thống này là phải vào những nơi có tiêu chuẩn. Còn ví dụ bạn thay ma phanh hay bạn làm thì tất cả nhiều thứ khác đều làm được. Dạ vâng. Những cái việc này thì riêng cái này là không thể như vậy. Đối với em là quan điểm tất cả những cái xe mới, công nghệ mới bây giờ thì mình số 1 vẫn là cứ phải chính hãng. Thực ra đúng rồi, bởi vì chúng ta là nói đến đây các bạn sẽ nhìn thấy một cái xe này với có rất nhiều công nghệ ở trong. Dạ.
mà chúng ta không tuân thủ theo những cái quy định của hãng, vâng, thì điều đấy nó sẽ là điều rất là đáng tiếc. Vâng, dạ. Có lẽ là sau khi mà em được An hỗ trợ về cái phần đăng ký, các bạn sẽ làm giúp đăng ký đăng kiểm xong, chắc thầy trò mình sẽ có những cái trải nghiệm thực tế ở trên đường, nó sẽ phản ánh thêm những cái thông tin thiết thực hơn nữa. Thì bây giờ thì một lần nữa thì cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị các bạn. Cảm ơn An nhé, đã hỗ trợ toàn bộ cái hạ tầng và các anh em kỹ thuật viên ngày hôm nay. Và bạn quay phim có thể quay giúp mình để trước khi mình lắp lại một được căn chỉnh một cách lại rất là cẩn thận. Đấy, đây là cái đây, tất cả những cái thông tin từ QR code, series vân vân. Và một lần nữa thì xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị các bạn ạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn các em. Dạ.